Bài sáng Vu Lan. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan, Phạm Vũ Huy Hoàng, đốt hương đảnh lễ. Mười phương tam thế, Phật pháp thánh hiền, noi gương Đức Mục Kiều Liên, nguyện làm con thảo, lòng càng áo não, nhớ nghĩ thân sanh, con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng Hoàng Vũ, phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa báo, hổ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa Phật pháp, hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên, nhủ lòng lân mẫn. Hộ niệm cho 7 kiếp cha mẹ chúng con được nhuần mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì, đã qua đời ác đạo xa lìa, chóng thành Phật quả. Ngưỡng trong các đức Như Lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát.